có một bạn này viết comment, bạn này nói nhìn anh Quốc chơi game làm cho tôi nhớ tới cái tuổi thơ tôi rất là thích chơi game. Cái loại game của mình đó là cái loại game nó dành cho mấy cái người phi công mà người ta muốn học lái máy bay đó. Thì cái loại game này lứa tuổi nào chơi cũng được hết đó. Thí dụ như một người phi công mà 50 tuổi, 55 tuổi gì đó, thì trong những cái lúc mà người ta rảnh rỗi đó, thì thường thường phi công á, người ta mặc dù là người ta bay quên ngày quên đêm, nhưng mà trong một tháng như vậy đó là người ta cũng có một tuần nghỉ để chờ đợi chuyến bay. Thì mấy cái người phi công này người ta mua những cái thiết bị dụng cụ, người ta gáp lại nó y chang như là một cái buồng lái vậy đó. Thì mấy cái người phi công này người ta tập những cái đường bay mà người ta chưa từng bay qua. Thì khi mà người ta tập như vậy đó, đến cái lúc mà người ta có những cái chuyến bay đó, thì người ta có cái kinh nghiệm mà người ta tập ở trên cái máy vi tính đó. Thì cái loại game của mình nó dành cho mọi thành phần, mọi lứa tuổi, tuổi nào chơi cũng được hết đó. Phần đông á, game của mình phần đông á là phi công. Có nhiều ông phi công đó các bạn, ông bỏ ra hàng chục ngàn đô la ông mua những cái thiết bị. Cái thiết bị á, nó có đủ giá cả hết á, dài 300 đô cho đến dài 30.000 đô đó. Thì mấy cái người mà người ta làm phi công á, trước khi mà người ta đi lái máy bay đó các bạn, thì người ta cũng phải ngồi ở trong những cái buồng lái mô phỏng. Những cái buồng lái này á, là nó làm cái buồng lái thật sự đó. Thì mấy cái trường mà người ta dạy lái máy bay đó các bạn, người ta đầu tư mấy cái buồng lái máy bay đó, là 100% nó là sự thật, nhưng mà nó không phải là nguyên một cái chiếc máy bay để cho phi công bay thật. Mà trong cái lúc mà mấy cái em thí sinh mà học lái máy bay á, tập sự đó, thì đi vào những cái buồng lái. Ví dụ như mấy cái em này học lái máy bay 737 á, thì nhà trường á, họ cho vào cái buồng lái mô phỏng, nhưng mà cái buồng lái nó là cái buồng lái thật sự của một cái chiếc máy bay thật. Vô đó đó rồi họ tập bay đó. Cho nên những cái phi công nào mà sau này mà người ta thành nghề mà đi lái máy bay ấy, là người ta đã trải qua chơi cái game y như là Quốc chơi vậy đó. Nó là một cái game mô phỏng, lứa tuổi nào chơi cũng được đó. Tại vì cái game này là nó là dành cho những ai lái máy bay, mặc dù nó gọi là game, các bạn biết không, nó gọi là game. Thì ở bên Mỹ á, nếu mà các bạn học, các bạn muốn hành nghề lái xe tải, thì họ cũng có cái game cho các bạn. Thì trong cái tiếng Mỹ á, nó gọi là Simulator đó. Thì các bạn cũng có thể lái xe tải bằng game, hay là các bạn muốn học lái xe buýt thì họ cũng có một cái app, cái app cho các bạn để các bạn lái xe buýt đó. Nó gọi những cái này nó gọi là simulator đó. Cho nên ở bên Mỹ đó, phần đông á, mấy cái người mà lái xe tải, mấy cái người mà lái xe buýt, mấy cái người mà học sinh á, muốn vô nghề đó là đều trải qua những cái game mà các bạn thấy Quốc chơi đó. Thì xin chia sẻ đó là cái game này tuổi nào chơi cũng được đó. Khi mình chơi á, là mình tưởng tượng như mình đang lái chiếc máy bay đó. Cái game của nó là như vậy, mô phỏng á, simulator dịch ra tiếng Việt là mô phỏng.
Sáng nay mình đọc cái tin Việt Nam, ở bên Việt Nam an ninh ở bên Việt Nam mới bắt một cái người này tên Dũng, 53 tuổi. Thì cái tờ báo nói cái người này viết những cái tài liệu chống đối nhà nước gì đó, mà cái người này đã từng là cán bộ của Cộng sản Việt Nam. Họ nói cái người, cái anh tên Dũng này là cựu cán bộ. Thì họ nói cái anh này cứ viết những cái tài liệu đồ này nọ vậy đó lên lên mạng đồ vậy đó, chống chống đối nhà nước. Rồi mình cũng có đọc cái tin tiếng Anh của bên Mỹ, những cái tờ báo uy tín đó. Thì những cái tờ báo này người ta cho biết á, là mấy cái người mà cựu an ninh quốc gia của Mỹ, mấy cái người mà tình báo điệp viên đồ của Mỹ đó, theo dõi cái bọn Tàu Cộng. Mấy cái bọn Tàu Cộng á, nó đưa ra một những cái phái đoàn mà mặc đồ thường đó các bạn, đi khắp nơi vòng vòng ở mấy cái tiểu quốc ở Thái Bình Dương. Cái phái đoàn của Trung Cộng này họ đi trên toàn thế giới, qua những cái nước nghèo ở Phi Châu. Theo mình nghĩ đó thì cái vụ này thì trong đó cũng có Việt Nam, tại vì phần đông á, mấy cái nước này là mấy cái nước ăn hối lộ. Thì cái phái đoàn này họ mặc đồ thường, họ đi khắp trên thế giới, họ đi tới mấy cái tiểu quốc đó đưa hối lộ. Thì cái nhà báo phóng viên với lại mấy cái người cựu tình báo của Mỹ đó đi theo để mà lén làm tài liệu bằng chứng đó, thì bắt quả tang. Bắt quả tang luôn, có quay tài liệu phái đoàn của Trung Quốc đi tới một cái tiểu quốc ở bên Thái Bình Dương. Tàu Cộng nó muốn cho mấy cái người chính phủ này $1,000,000, giống như là đưa hối lộ $1,000,000 đó, để cho mấy cái ông thủ tướng, mấy cái ông chủ tịch của mấy cái nước tiểu quốc này công nhận Đài Loan là của Trung Quốc. Từ lâu mình chia sẻ với các bạn á, Trung Quốc nó rất là nguy hiểm. Đến thời điểm này á, thì nó đã thọc cái tai của nó vào Việt Nam. Các bạn trẻ thì nhìn đơn sơ lắm, tại vì Trung Quốc nó tinh vi với cái bọn Cộng sản Việt Nam á, họ hiểu được cái người Việt Nam của mình. Cho nên, với lại các bạn biết sao không, hồi đó đó Việt Cộng á, nó đánh thắng Mỹ á, là nó cũng dùng về mưu trí với tâm lý. Chứ các bạn thấy á, vũ khí nó đâu có đâu, so với lại vũ khí mà so với lại B-52 đồ của Mỹ này nọ. Quân sự á, thì Việt Cộng Cộng sản nó đâu có bằng, nó quýnh về tâm lý không à. Đó, nó thắng thằng Mỹ về tâm lý, bởi vì bây giờ nó hiểu người Việt Nam của mình dùng tâm lý lắm. Thay vì á, nó nên Cộng sản Việt Nam nó nên viết những cái tờ báo, nó nên cảnh cáo. Tại vì cái điều này mình đang nói, cái vụ viết báo này không phải là mình nói theo cái ý của mình, mà người Úc, người Mỹ đồ, mỗi lần mà cái thằng Tàu mà nó làm cái gì đó là chính phủ của người ta đều viết báo để cho dân chúng người ta nắm được cái tình hình, cảnh giác với cái bọn Tàu. Mà các bạn thấy hả, cái tụi nhà báo Việt Nam này nó láo xược lắm. Nó lên nó tuyên truyền với các bạn, nó nói ở Việt Nam đại gia lái xe Lamborghini, Lamborghini nọ. Mà nói thiệt với các bạn chứ,
hai vợ chồng mình đi về Việt Nam á hả, đi khắp nước luôn. Mình vừa đi mình vừa nói nhỏ với bà xã mình, nói giỡn á, nói em cái mấy cái tờ báo nó nói xạo, nó đăng thằng đại gia này nó chạy xe này xe kia. Hai vợ chồng mình đi bộ lang thang khắp thành phố luôn, có thấy một chiếc nào đâu, kiếm một chiếc xe mạt đỏ con mắt mà vậy mà ở đó mà nó dám tuyên truyền đăng báo, nó nói là đại gia có xe limber này xe nọ xe kia. Hai vợ chồng mình đi du lịch đó, rồi cũng coi so sánh với những cái tờ báo. Bởi vậy có nhiều người các bạn bị họ tẩy não. Họ viết báo là một chuyện, nhưng mà các bạn phải coi thực tế ở ngoài đời. Đó. Thì hai vợ chồng mình đi. Mình đi thì mình vừa đi mình vừa lấy cái phone ra mình quay cảnh vậy đó, quay coi để làm bằng chứng các bạn biết không? Cho mọi người thấy báo nó viết, nó nói thằng đại gia này chạy xe hiệu xe này xe kia. Mà tới lúc mà mình đi ra mình đi vòng vòng thành phố mình coi thì chả có thấy một cái chiếc xe nào là cái xe hiệu như những cái tờ báo nó kể. Đó thì mấy cái tờ báo này nó không có viết là như thế này. Thằng Tàu á, nó muốn qua Việt Nam mình, nó mượn những cái khu đất đặc khu, là nó trá hình là như thế nào, nó ngụy trang là như thế nào. Tại vì á, nếu như mà nó đưa quân sự, nó đưa giống như bây giờ nó đóng một cái đồn này đồn nọ đi, hay là nó cập những cái tàu chiến, thì thế giới Việt Nam đầu dân chúng đâu có ai chịu. Nó phải ngụy trang, nó phải nói đây là một cái công ty của nó hay là một cái đập của nó đó. Xong nó bỏ tiền qua bên Lào với lại bên Miên, phải không? Thì hiện bây giờ đó, bản đồ của mình á, ở dưới nhìn lên á, ở dưới Cà Mau nhìn lên cái bản đồ mé bên tay phải á, là nó có những cái hòn đảo, nó đã chĩa quả tiện, nó đã nhiễu sóng mình, nó đã bao vây mình cái cạnh đó, cái hướng đó, nó làm sân bay giả đồ này nọ. Thì bên cái bản đồ của mình nhìn từ cái hướng Cà Mau lên thì bên tay trái á, là nó đã xây những cái công trình xí nghiệp ở bên Campuchia với ở bên Lào. Mặc dù nó nói đó là những cái xí nghiệp, nhưng mà nó trá hình đó là những cái quân sự của nó. Các bạn biết không? Bây giờ mình nói ví dụ cho các bạn hiểu. Bởi vì tại sao Việt Cộng mình nói hoài à, ngày nào mình cũng nói cái chữ nó tẩy não đó. Tại vì các bạn không có hiểu là những cái xí nghiệp ở bên Miên với ở bên Lào á, nó cũng như là một cái đồn quân sự của nó. Đó. Thì nó mặc đồ thường vô, nó nói nó là người làm công nhân bình thường, nó đi ra đi vô, nó bay tự do. Nhưng mà đối với nó đó, những cái người này á, là những cái người làm ở trong quốc phòng, bộ đội của Trung Cộng. Nói đơn giản là nó giả bộ, nó xây những cái xí nghiệp ở bên Campuchia, xây những cái xí nghiệp ở Lào. Đó, các bạn nhìn lên cái bản đồ không? Nó bao vây nước Việt Nam của mình. Rồi, mấy cái thằng cha nô cộng á, mấy cái thằng cha cộng sản á, ở bên trong á, lấy tiền hối lộ nó, lấy tiền hối lộ của cái bọn Tàu. Bởi vậy bây giờ á, ai mà trong nội bộ mà vừa hú lên một cái á, là nó bắt liền. Thì cái vụ mà nó, mình mới đọc cái tin đó, nó bắt cái ông cựu cán bộ 53 tuổi, ông Tinh Dũng đó. Ông này là từng là phục vụ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ nó quay qua nó bắt ổng. Mà các bạn để ý đi, những cái người mà trong nội bộ đó là họ thủ tiêu nhanh lắm, mà họ xử án rất là nặng. Để làm chi? Để họ bịt miệng. Người dân ở ngoài thì người ta chỉ có đón bóng đón gió, người ta chỉ có lấy những cái tin tức của quốc tế thôi. Còn những ai mà trong nội bộ đó là nó sợ lắm, mấy cái người này là nguy hiểm. Các bạn hiểu không? Nếu mà các bạn là người dân thường như mình đi, đi lên mạng mình chửi bới nó, mình nói này nói kia nó, thì nó không có sợ. Như ông Nguyễn Bá Thanh đồ, hay là ông các ông chủ tịch gì mà ổng mới qua đời đó, cái ông đó ổng Nguyễn gì mình quên tên ổng rồi, cái ông chủ tịch mà vừa qua đời cách nay năm mấy đó, chủ tịch nước đó. Những ai mà, tại vì các bạn không có hiểu về cái xã hội đen. Tuổi trẻ thời thiên niên, thời mà tuổi thơ của mình đó, là mình biết
mình dành về xã hội đen lắm. Phim xã hội đen là mình coi để mình tìm hiểu cái xã hội đen. Bạn bè của mình là trong xã hội đen đó, bạn bè mình kể cho mình biết đó. Trong xã hội đen mà các bạn mà đã thề nhập vô xã hội đen mafia rồi đó, mà các bạn muốn ngừng là nó sẽ giết các bạn. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam nó y chang như vậy đó. Bởi vậy tại sao mà các bạn thấy ông này lâm bệnh, ông kia ngã chết là nó như vậy đó. Lâu lâu cái các bạn nghe nói cái ông bộ trưởng này nhảy lầu, té lầu, tự tử, treo cổ là Đảng Cộng sản là nó giết luôn á, nó như là mafia vậy đó, cho các bạn biết. Đó thì thay vì Đảng Cộng sản mình giết những cái tờ báo để cho người dân Việt Nam cảnh giác cái thằng Tàu, mình phải nói cho dân của mình biết là nó xây cái xí nghiệp nào ở bên biên, nó xây cái công trình nào ở Lào. Mình phải nói rõ ra mục đích của nó là gì, nó làm cái gì, nó hoạt động cái gì, đường cơ nước bước của nó. Nó y chang như mà ở Việt Nam, mà giống như bữa trước mình nói vậy đó. Ở trên đường các bạn nhìn thấy người ta không có mặc áo công an, nhưng mà công an nó mặc đồ thường không mà, thì ở trong đó nó gọi là trinh sát đó. Các bạn thấy mà nhìn ở trên đường phố ở Sài Gòn không, xe Honda hai bánh nó chạy ngời ngời như kiến không, 20% ở trong đó là dân trinh sát, dân tình báo không đó. Thời xưa mà năm 97 mình về đó, năm 97, thời năm 97 mà mình Việt Kiều của mình đi về thăm Việt Nam đó, là ai cũng bị trinh sát theo dõi đó. Việt Kiều á, nó theo dõi Việt Kiều về Việt Nam đâu có gì khó biết đâu các bạn. Các bạn đi đâu rồi các bạn nhìn thấy lại có người quen quen thanh niên mặc đồ thường là các bạn biết tụi nó đi theo dõi Việt Kiều rồi. Đó thì cái tụi Trung Quốc nó cũng y chang như vậy đó. Không lẽ bây giờ nó đi vô Việt Nam, nó mở xí nghiệp ra, nó mặc đồ bộ đội vô, nó đóng đồn, nó nói như vậy ai cho nó. Các bạn hiểu không? Nó phải... Mình biết có một số các bạn không hiểu, các bạn sẽ không đồng ý, các bạn sẽ nói mình nói nhảm. Nhưng mà các bạn hỏi mấy cái ông cha, mấy cái ông mà có kinh nghiệm á, bộ đội đồ á, là các bạn đưa cái video của mình cho họ coi, họ đồng ý. Bởi vì mình làm cái gì các bạn nên nhớ, mình phải đối với Cộng sản á, là các bạn nó nói một mình phải suy nghĩ mười. Ví dụ như nó nói nó muốn mở cái công trình này, nó muốn dẹp cái bãi kia, là mình phải, mình đừng có tin theo cái lời của nó nói. Có nghĩa là sao? Nó làm bộ, nó lấy đất của mình, nó nói mình lấn chiếm cái này cái kia. Trong cái mục đích của nó là nó muốn cái miếng đất nó làm cái gì, nó muốn tịch thu, nó bán lại cho nước ngoài bao nhiêu. Nó nói bóng, nó nói gió cái tổ cộng sản này. Nó tuyên truyền hay lắm, nó tuyên truyền rất là hay. Nó nói, nó đi lên mạng, nó nói mấy người Việt Kiều như mình vậy nè. Nó nói cái tụi này phản động là cái tụi bất mãn chế độ. Các bạn thấy nó nói ngu không? Cái chế độ cộng sản ai mà không bất mãn, mà nó nói là mấy cái người mà nói nó là bất mãn đó. Các bạn hiểu mình nói không? 97 triệu dân, đâu có ai thích cái Đảng Cộng sản nó thừa biết như vậy mà. Cái bằng chứng là các bạn thấy 97 triệu dân người ta ghét tụi Cộng sản. Mỗi lần mà các bạn thấy cái ông chủ tịch Tập Cận Bình không? Ông đi vô Việt Nam không? Nó hoành tráng lắm, nó để đại pháo rồi nó bắn. Mà chả có một cái người dân nào ở Hà Nội ra đón chào ông Tập Cận Bình hết đó. Có mấy cái em thiếu nhi thì nó lùa ra thôi, chứ thật ra nếu mà kiểu như mà kiểu tự do dân chủ á, không có một người dân nào mà đi tới chào đón ông Tập Cận Bình hết đó. Đó thì các bạn thấy đó, mỗi lần mà cái ông chủ tịch Tập Cận Bình ông đi qua Việt Nam, tụi Cộng sản nó
nó chào đón ổng nồng hậu lắm, nó dùng đại bác nó bắn. Thì thế giới người ta nhìn vô là người ta biết nó nghiêng qua bên nào rồi, khỏi cần nói. Ngôn ngữ người ta gọi là ngôn ngữ cơ thể đó các bạn. Đó thì mỗi lần ông Tập Cận Bình qua, nó lùa mấy cái em thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ ra thôi, chứ chả có người dân nào. Tại vì đâu có ai mà ngu dại gì đi ra chào đón một cái thằng một cái thằng kẻ thù của mình, Tàu Cộng, các bạn biết không? Chủ tịch Tập Cận Bình đó. Đó là cái bằng chứng mà nó đi lên trên báo chí, nó tụi mà công an mạng nó livestream, nó nói thằng này bất mãn chế độ, thằng kia bất mãn chế độ, tụi nó hả, rồi nó còn đem cái bộ phim Tàu Tây Du Ký, cái bộ phim mà Tây Du Ký đó, thì phim đó là phim của Tàu, bởi vì mình mới gọi tụi nó là cái tụi Hán Việt. Nó lên nó quay livestream mà nó còn đưa cái phim Tàu ra để làm bằng chứng nữa. Nó thấy, quý vị thấy không, cái thằng Tại Thiên á hả, nó bất mãn ở trên thiên đình, rồi nó đi xuống trần gian nó cũng bất mãn. Mày nó không có tự hỏi, nó hỏi 97 triệu dân, ai mà chả bất mãn cái chế độ của nó mà nó ở đó mà nó dám mị dân mà nó nói kiểu đó.